Mình không mời mà không ngờ mẹ của Thi lại gửi quà tặng như vậy. Tính thay con gái lấy lòng nhà mình chứ gì. Ủa, tranh bộ muốn tặng là tặng sao? Wow. Tinh tinh tinh. Wow. Đẹp quá ha. Mẹ, bức tranh đẹp quá trời luôn á mẹ. Đẹp. Mẹ, họa sĩ này cũng nổi tiếng lắm á mẹ. Cái phong cách thôn quê này nhìn rất là dễ thương, đẹp lắm đó. Dạ. Hay, hay cái gì? Hay cái gì mà hay? Hả? Cái này á là má mượn bức tranh này nè để chửi xéo tôi đây nè. Ừ, mẹ nói gì vậy? Chứ còn gì nữa? Con không thấy hả? Nhà mình như vậy nè, như vậy nè. Mà nghĩ sao bà tặng một bức tranh thôn quê như vậy? Không phải bà muốn nói mẹ là con gái nhà quê hay sao? Sao bà lại suy diễn kiểu vậy chứ? Suy diễn cái gì mà suy diễn? Tôi nói thiệt đó. Tự nhiên à, hai nhà chưa có quen biết gì hết, tự nhiên tặng bức tranh như vậy là sao? Mà tự nhiên cái kỷ niệm ngày cưới người ta đi tặng một bức tranh thôn quê là có ý gì? Bác ghê gớm thiệt, dằn mặt mẹ mình luôn. Bà Thủy đó đúng là không đơn giản. Nói vậy là bà đã tìm hiểu rõ về gia đình này rồi. À, thì ra là vậy à. Ông tưởng tôi ngu hả? Để cho bà qua mặt được hay sao? Có khi á là bác thấy quý cho nên là bác thật lòng tặng ba mẹ hay sao? Con tưởng mẹ là con nít hay sao vậy hả? Tuy là mẹ ít học nhưng mà mẹ đã sống từng tuổi này rồi, nhất cử nhất động của người ta như thế nào á, làm sao mà qua mắt được mẹ? Thằng Lâm về á, kêu nó mang qua bên kia trả liền cho mẹ. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.